Sau đây nè các bạn nhé, xin chào các bạn kênh channel Cẩm Sĩ Code Mang Khí. Hãy nhớ trong video này dừng đang chấp đam series Good Morning JavaScript bỏ dừng và tạo tiết. Hãy thay này dừng đang go deeper chỉ mỗi JavaScript syntax, hãy đang vocabulary. Hãy ngày này dừng đang chơi clear bị data type đang variable của data type. Ở bộ phận này data trong JavaScript có vị quan trọng đấy. Hay nếu như mình mình tại JavaScript cái group language tiếng Anh, dùng swipe vô bị data type của vía, cứ thôi ở dùng vô bị language bản trần, chẳng phải để dùng chấp đam riêng nhưng riêng bị data type vía xem khán. Hay một thứ cứ variable, cứ container đã store value ở sản phẩm ra. Chẳng có mà khác với dùng tâm mơ tiếng Anh này nhé. Ok, nếu như này, nếu ao nhóm đã khó này như thế nó, anh đi từ data type nè, nè này, mình main variable thế. Data type, xong tồn tính nè, nè này. Ok, mình chẳng dừng tàu tiết. Ok, nè, 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 JavaScript programming cái chạy data type từ chìa phần bầy nè, hay divide với châu từ nông P category. Chẳng nè, 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 mơ dùm highlight cả hôm nè, bộ nè, bộ P nè, vì group đọc bằng thầy nè, 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 mấy riêng khoa để dùng lọc riêng khơn cái bàn chạy về chữ data đã bằng tay chữ sản tới phần sân về chữ object nè hoặc nế hơi nền nế vì màu bị thả not a number mình này thả nó về tình hình này dùng thật tự chạy cho mùi lê cho anh chẳng tới vì lột ở nền ảo bằng tay thay bằng nền cứ number chẳng dùng ập cụ đạp về tế bằng tay đời xa ta tập về khoa dùng chụp nè hoặc chụp biển nó chung hồn á chẳng nè hơi chọc ơi chẳng nắm nè thả nó về đời vì chân nén mình này thay thay và viết cứ number nữa chẳng như ở bài thay vậy thì chân này nó không nên thay dừng chạy cho p category cứ primitive thay năng object chân nó hàng primitive thay dừng mình number chỉ late nữa chỉ late à chỉ late vì mình chỉ integer rồi mình có float anh chẳng nhá integer cứ late đại ở mình decimal late ở mình cái tục cái bị hàng cao ấy nữa vì hai cái mai dừng bắt đầu nè anh nhá cái dic integer năng float chẳng về thật là nó number hay dương miền string cứ tập hệ text năng character để dương vậy dương display nó cái nó program bao dương dương hay về thả string hay boolean này cứ tập hệ dương hay thả được máy như chưa chụp ra biết thả tất cả nó về miền true or false nhá chẳng boolean về miền là true hay là false đấy hay dương miền symbol này về tập tâm yên đấy, nếu không ESX dùng miền đại là thay thì mấy cứ symbol nữa, dùng miền đại là bộ phê năng mùi nữa, chăm dùng phê dùng cho chê châu tờ chú mùi viên ở trong khảo kế, bằng tay symbol ở dùng ở sâu bàn bà về thế. Hồi dùng miền mùi thế cứ undefined nè, undefined nó cứ ở miền này vậy thế, miền này thay nẹ ngọt nè, declare variable mùi rồi còn nè khóa kê hào define nè, nè khóa kê hào declare nè, chăm dùng cho chê cái này bị declare and define. Ok, chăm dùng vậy thì bề nè mà hình declare variable mới nè thì set làm lại ai từ lời variable nâng về công tơ vi set undefined từ căn data từ căn variable nâng ha được về phạm dương thà variable đưa mùi co từ cái variable nâng ở bàn này cái ở bàn define làm lại thì hơi mới thiết dương minh nào nâng nè set variable nâng initial với từ chín nào rồi mùi co âm thi string về load ở dương thà thân nào hay là nếu dùng ở này hết nhá, đơn giản làm những bệnh nặng thì cần bị thành nền nếu về màu bị thành not a number, not a number nó bộc hết bộc ví cứ number nhá, mình đang JavaScript cái cách tham vào trên này các bạn nhé, bạn cái JavaScript đây khác về community for a fly nữa đó, về not a number bộc hết bộc ví cứ number, ok, chẳng dùng màu cái này mở hàng object nhé. Hàng object dân miền array nè, là về là dân riêng từ đó thì tiết dân riêng thì list nè, array cứ chỉ list cứ chỉ temporary cứ dân store value bằng trai nè, nó không list hay object được nè, dân store key value pair nè, chạm đó về dân riêng từ object chạm dân chỉ nè, còn nếu hết đăng thà, hàng object nếu miền array chỉ object là nghe cái, nâng object itself nó có chỉ object hay function bản thân nè, còn thì p này phải có deep maintenance tới khác này phải từ return function đó p dùng trong check cái thay vì chỉ function main object make sure dùng check về thay cái thay vì chỉ object ở dùng lại check về này đó ok chẳng dùng tập phần này nói dùng tập một tiết
dân vậy vì mùi thiết cư variable variable này cứ chia vậy để dân nâng riêng nâng kê nó nâng này nè chân nè su tha variable cứ chia ấy nè variable cứ chia temporary container đã store value nâng memory bọc browser bộ vậy cái JavaScript bị execute nâng browser chân bị store memory nâng store nâng memory bọc browser nè browser in C bằng màn mê về bị store nâng nè hay chân bộ website bọc dân nghe cái define về dân ta sẽ code là web application bây giờ define variable mình bằng hả vì thời thì thời ở browser nó kèm này chẳng nhé thời chẳng nào hình như mới dừng ai define variable bán mình define chứ cứ declare nhé declare variable bán chỉ mùi nâng tiện thà và nó không traditional JavaScript dừng browser và nhé còn tại là vì mình ESX nhé ECMAScript để dừng chạy kia pin mê muốn dừng mình scope block scope chạm đọc về dân riêng bí scope dân dịch chạy kìa ở trang tiện ná chẳng dân mình lẹt chẳng kê recommend ở dân pra lẹt là hồn nà không pra và vấn tay nà phê để dân pra lẹt browser mà chân luôn được chia kê đồ chia Apple browser được chia IE đọc mùi IE đọc anh chẳng vì ở support lẹt nâng con này ná chẳng con này coi có block scope đà chẳng dân pra về define variable được kìa ná chẳng dân mình bày keyword hay nó phải define key variable declare variable này nó hay chấp đàm chỉ mùi năng keyword nhé cứ chấp đàm chỉ mùi var các bạn mùi let các bạn mùi con các bạn nhé những chấp đàm mùi keyword và tạo một thiết identifier nó cứ variable name bọn này hoặc này này hay add by thay cái add by chia này nè character hay mình underscore nhé character underscore dùng by bàn để chia dùng gì mà letter underscore nhé number còn tại dương ở đã chấp đại mùi number tế hay variable vì case sensitive nữa chẳng bờ sân nhận hay sẽ so tội nhận so thống về khó khăn nè hay mùi tiết nhận hay chấp đại mùi setter nên như một bàn này nó một bàn đặt sinh nhà màu và top identifier cứ setter những sinh nhà smart nick hay là setter rồi mùi có assignment operator chẳng dương chấp đại chỉ mùi những setter rồi có assignment operator đồng bấy set cái đồng lấy tôi không cái không variable chẳng hạn thì mà nếu dùng set đồng lại với tờ chỉ string my value nè chẳng nó phải đặt dùng prime chỉ string data dùng prime quote nè double quote thì có single quote thì kia dùng như vậy này hai cái topic nhận cái này set value rồi hai nhận cái này thợ ăn cái ăn variable statement bọn nhận cái này đòi terminator cứ semicolon như ấy JavaScript được nhóm bạn thợ video khác đăng thành nhận cái bạn mở JavaScript which one ở này bởi sân chỉ được ở này ở cái ở terminate statement bởi này này tế vì inject statement cho được nông terminator này cho được nông statement bởi này ở này vấn đề vì mình bằng hà về khác tới vì inject hoặc là như thế ao cái ao code bởi dưỡng run out expected thì mùi có error nè chẳng nhẹ động phía của ta mình cua tới trâu ta terminate nè nập về đặt này chấp đam statement được chia set đồng lại được variable này hoặc là return value nó không function sạch này bị phiền này hoặc là return value chuyển bị function từ terminator nhé cứ semicolon ok dùng slide dùng mình tập đi bằng này của nhóm bạn tìm pi nâng chẳng dùng chấp đam là script nhé chẳng nhóm close một bên này các anh nhóm pra lạnh nội tiết hơi bờ sân chia này tặng các anh admin lạnh nội tiết nè, hay pra window của bạn này nhé, chân nè hay mở nhom pra terminal nhé, chân admin ấy thế nhom còn ta open terminal bằng nhom máu hơi nhom ls nhé, mà không mày riêng muốn ls này cứ list directory được, riêng pra bị thay directory, phần này nó riêng hai việc thuộc folder nó không window nó, phần này nó không web nó không programming hai việc thay directory, riêng bậc cao cái directory mới smooth thay good morning JavaScript nhé. Chân nhóm còn tại cái CD này cứ nhóm chỗ được nóng folder mùi năng nhạc này ná hồi bởi nhạc này pra window còn là bạc folder hay cái open folder và check bọn nhạc này mùi cho mùi VS Code máu ba này ná chân nhóm pra lại nội hồi nhóm mình sẽ rỉa tiết tôn nóng basic command nhạc này ai tầm ưu nóng nóng này ná nóng nóng playlist nóng nóng thêc bỏ dưới mùi có YouTube dường mình playlist đọc pra minute lại nội administrator nhá. Ok, chẳng nhóm run code type dot mình này thay nhóm open folder nâng chia mùi nâng code editor mùi VS Code nữa. Code
cùng non thì nhóm pra là nó không lấy phù thì tiết tới dương riêng JavaScript bàn chán JavaScript bàn chán dương thì dương chập đầu vì chia mùi năng này dương chập đầu vì chia mùi năng node chia mùi năng npm package nature bỏ JavaScript anh chán dương pra là nốt dương run command sử dụng chán nhóm chọn ở nhà một cái gần use to chia mùi là nốt chán nhà một cái ai chạy cái ai ai tạo lại là nốt nhá dương ai tạo lại window năng là nốt chung cái này chán còn này switch remove mình chẳng thế này một cái ai pra virtual machine đôi chiều virtual box nhá install là nốt được một virtual machine mình này thà là nốt run chỉ subsystem được một computer bọn này một cái hơi nhưng bạn được phải bong Ryan càng muốn là có thể video để tôi càng install lên nó chơi chậm chậm ở nâng là có thể chấp đảm cả thế còn nhiều được phải hỏi nè hãy bật score bong Ryan càng muốn chơi được phải có thể thử video để tôi nâng cái gì để tôi nâng install Ubuntu tru lên nốt mùi nữa ok nè ngon hơn mơ là lâu dương mà so mình nè mà so mình nhưng mà so vẫn có xe cho tôi đi học trèo ok à lâu nè ngon hơn mơ nè dương chấp đảm script dừng riêng không mày riêng muốn dừng dạy bị hello world nhá dạng như thế à lâu dương mà dương bậc cao nhưng mà trong bậc cao file chưa nó à lâu dương chết chắc nhưng bậc cao ta script file bản này nè dạng thế à lâu nó không lấy dương đặt thả variable dot chạy nhá hơi cái tiết hơi bắt toàn mà tiết nhom nó không index nhá nhom nó không index nhom comment line như sau đó nhom ta html comment hơi bắt đầu mà thiết dương ai script một tiền nữa hơi anh ấy dương dương cu ta comment về một tiếng dương đã thà getting start with JavaScript nhé hơi à cần crawl nít nhưng đã về thà hai cái nhưng press control chỉ mua những false lah nè comment nâng VS code nhé nhưng phải cái nhưng phải thà variable nhé chúng ta không lấy dương cho chạy thì dương script script soft nữa rồi soft mà dương là dùng js rồi variable ok nhóm xíu rồi bắt đầu mà tiếp nhóm open vì chỉ mùi live server ok live server open nó không là nhất cái snap bệnh nó không snap bản nào oh snap bản này snap bản tại vì snap ok whatever ta dương dương minimize này thì tới dương à thôi ấy dùng track viên thì nó cái phần dương cua ta thử bài nè và nhóm sao prai desktop prai lên desktop mà nhóm prai command cho anh chuyện ok dương chạy tới chân nè đừng ngồi này mời nhóm này nè nhóm cover này hơi dương admin thử ca cho mùi này thế dương cover cháu dương thử ca cho mùi script hello dương riêng mùi tiết khi hào thà console nha hẳn chỉ built-in function khi dương trai sạp console format để khuôn window console nha window console cứ nó phải là nhạc này right click hay nhạc này vô inspect nha hay nhóm thơ mệt nhóm vì sao nhóm mà thạch video bên nha nhạc này ok chẳng nhạc này mình không nít vì mình window console mùi anh ấy load error để xa tại vì mình cái mình preload mình ấy để tông browser block nè nha nhưng prà extension này nè ok còn chút lên clear với chào lên nè chứ control alert các bạn chứ nè ngọt như mơ nhầm brand này kì được muốn nhầm prà alert nó alert chứ built in function đâm bày alert message cho tự nông browser dialog box nè chứ nhầm prà function dương này kì dương prà function name chứ mùi nàng elip và tạo mà thiết dương message vì chỉ string nè chứ nhầm prà kì prà single quote rồi mùi có double quote các bạn nè dương ai tự say thay kì hello world nè chúng anh ấy chia statement xăm ảnh đài nó phải là cái chập làm từ xe nó nên nó khi mới còn là nhom cái nhom save pop browser nó lại browser về refresh rồi nên anh ấy mới phải là cái nhom từ xe về nó không nè nó không head tag nó head element về mấy cái block ấy thì mà nhom mà ở execute để chứng nhận không được khơi này ở khơi này hệ tại bản thân chỉ nhom mua cái mặt nào mình nhá ok chẳng thì tiết dương chỉ chạy kia vì synonym năng async nào mày riêng bật top nhá chẳng nhom đại biệt là cần khéo nhom sale nhé nhom ok này sẵn nhẹ ngang thêm mơ à lấy nhom sale nhá họ nhẹ ngang thêm mơ khơi mẹ họ mới nâng tập block được nên nó vì phải bắt việc cụ ta rèn đinh này sẵn tại vì ở tận rèn rồi việc tận rèn bật thân là dương việc block ok whatever chẳng thì tiết dương chạy kia lấy nhom clear này sẵn
ngày nay dùng chế pi variable chẳng những cái đó là variable chẳng nghe các em mời nhầm là say cái alert hello world vì vì alert ở nhầm tay nhầm mặt trăng thì về đồng khan về những này chẳng nhầm anh ấy có đồng khan là nó chậm chậm nhẹ thì à chạy này nè chạy lừa anh ấy dừng eo dừng mà dây dừng chạy lừa mình lại như nè nhưng thôi mày thì mình lại cho dừng thôi nữa nè được chưa nè chẳng về dừng ở chỗ info dừng ở cái ở chỗ console error đây nó error gọi vô đây vô error mũi chốc hello min error chẳng dừng minimize vi chơi vậy đó ok ở nhà mình mở sửa mà mình chẳng thể mở sửa đây nhưng mà prao lấy thì việc thôi phải về dừng cho chơi cái này nhưng chẳng dừng prao cái console console dot log nhé console console dot log chẳng như prao sẽ log information nhà mình mở nhầm log cái nhầm log hello world hello world đó ok chẳng nhầm save console dot log hello world ở trên như vậy em xem này thì dương dương màu bị dương đi nè nè sorry dương info nữa ok dương 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 mọi người sai dương turn off anh em mánh việc trên nhau rồi nè trên việc cái quy console console hello world trên trên màu này nè em chưa ở lại nhìn time tiện nè nhìn time cái nhìn time nhà này nhé trên việc console mà dương trên những prà này đang bị console của mình nè hello console dot log là mình console nếu không console window console nó nhận thấy có ai execute đấy thì họ JavaScript direct nó không console nữa bên trong bài cái console console dot log á mùi bục pi chẳng nhớ nó những ai vay chẳng bán là cần được chia vay chẳng nói bay bục pi những nhóm console vì chạy những cái chạy prime mà dường á chẳng ok lâu dần chấp đam chỉ mùi năng variable chẳng nhận ngọc niềm mơ đam bay chấp đam chỉ mùi variable bên nhận thấy xe tôi xe program về khác nhận được thì chẳng này cái chẳng store for miễn tục sẵn là bài prime chẳng ưu tiên ho nhầm tôi xe thay cái nhầm store năm one á dương prime number muốn dương prime năm one mà nè dương set cho mùi variable nè chẳng nhận thì ai set cho mùi cái và hai bài tập tiết identifier nè chẳng nhận thì ai chấp làm variable dương chấp làm cho mùi number thế nhận thì cho mời nhầm tôi xe number chẳng nè chẳng ở cả thế về để nhầm mấy cái nhầm xéo nhận thêm mờ về cái việc console error chẳng hạn nó không nít kia là dùng chập đàm cho mùi number thế tại bên này nó không được xây cái thà nắm smart bay nhá ok nhầm sale admin error thế hai bên nhầm trong set value nhá dùng ai nắm smart bay hai đò p chẳng dương cái dùng ai set dùng mình variable mùi hai dùng ai set value ai variable nhá nhận thêm ai initial làm lại là nít gặp bán set smart bay nhá thì họ nắm bay smart bay nhá nhưng sẽ biến chứng hay nhập vào console dot log nằm nè np đây cái np để dùng vào variable dùng ở chạm chạm bạch ơi vào quote dùng nhầm vào console nằm nhưng anh em mới việc console bảy nè chẳng dùng 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 set chẳng riêng mui con nè anh em ai cái ai set chứ nè set chứ hay nè anh em ai cái set nằm mà chứ dùng dương mạch dương declare variable hay dương tăng set lại thế dương mà set về tam cái đó các bạn nè nắm smart bay đó ồ nhưng set về tập chỉ string mấy nhá nhưng set về tập chỉ hello hello world đó và tập một tiết nhóm term net line mà nhóm chứ nghe anh thêm mà mày console bị chập đang console console hello world cho mà không nè ok chẳng nghe anh thêm không đi là biết set variable hay chẳng dương nó không recommend về đàn nhạc anh thêm set variable thì họ nhạc anh thêm set về tháng năm tại nè ông này ở tận offer làm lại vậy thì nè ông này ở tận này cái tận trong bàn làm lại thế nè ông này set vị trí initial nó thì ở set vị tự chỉ zero chẳng nè ông này mất ao nhưng khỏi vậy nè nam sì nè nhưng sẽ nó nam ok chẳng vì mình vị tự chỉ zero chẳng là nó chỉ group break thì nè về đến nè ông này cái set variable hết nè ông này thế tự initial làm lại nó không nè ok nhưng set nam mà zero nè ok mỗi tiết nè đó này có asset variable chứ nè nè cái asset và nắm mà nắm one chứ nó nắm one mà three hay ok nắm two mà ok mà bảy á chân dừng dừng prà complete nè à sinh nhanh mình này thay assignment operator nè mà setter nè mình này thay dừng dừng set cái set làm lại zero nè cho l variable nắm nè ok chân nhầm set nắm three mà mà bốn ở năm thứ mà bốn năm sáu nhưng prime năm one năm thứ phần này sẽ đây nhỏ thời chẳng ấy nè
Ok, chẳng nhiên phần bài nữa. Ok, chẳng nếu thì mở về là nhóm cái nhóm console kia nữa, là nhóm console dot log. Nếu là cái nhóm console nám nám hay những ai console chờ nữa, nám one nám two nám three à nám four nhóm nám three. Ok, complete term netline nhé. Hãy say anh ấy dùng spiking mode làm bài ao readable, readable nhé. Vì nội là dương. Hãy anh ấy ở bài hai đấy nè, anh ấy enter space mấy cái đó được HTML dẫn JavaScript về read syntax nhé. Dùng nhầm say viết. Nè, anh ấy mở về console này kì. Zero by four, zero by bốn bốn bảy nhé. Dùng dùng ai console chẳng bạn. Nè, anh ấy có ai vậy kì? Có ai set làm lại chứ nè. Nè, anh ấy mở này nhé. Nhầm set num file cho nhưng mình num one num two num num file nhé mình set cái num file small num two nhé num two ok cái khác nhom này cái nhom ở trong set làm lại nhom set bạn nick cái hai vừa thay reference nhé mình này thay nhom set num file nick ao num two nick ao để cho num file mình này set làm lại bảo vệ chẳng nếu anh thêm mp thì nhom này cái console dot log nhé console.log num file nó num file chẳng nè mà hay mơ cái okay. Vì vì console for nó trong line này nè line 14 nè hay mơ vì làm cái variable dot js line 14 chẳng line 14 những console console for tại bớt sân chi nhau mà cái nè hay mơ num 2 nè nhưng set num file reference từ từ num 2 chẳng bớt sân chen lại bằng num 2 từ chỉ bằng mùi nè mà hay mơ chúng a cái okay, a variable num file này vi change lại tờ tam cái tờ tam đó lại variable là dùng reference yeah. Ok ờ lâu dùng mơ một tiết hay dùng ai set chứ nè nè anh kia về class nhóm set thì hồi nhóm set a nè a small b small c small 0 ok nhóm save chừng nè tụi anh kia mơ nhóm console làm lại nè ok nó dùng màu đặt crown thì chứ dương ai reference chạy bán nè nhận thế nè set a equal to b equal to c equal to 0 chân nè đừng học nè mà bà sân chi nhau mà thế nhom console dot log nè console dot log log yên log a log b log c nè ok chân mình bày nè nhom console nhom nhà anh thấy mơ về vị trí cái 0 0 0 nhé của a có equal to 0 b có a equal to c nhưng mơ mình c small 0 nhé hay chẳng b b small c hay là ngày thế a small b nhé dừng 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 về để dừng set chứ a này đôi đâu ấy hay chẳng nhưng mơ mình nhom chấp làm set cái nhom set b nhé nhom override b tại vì chữ nhé hay chẳng dừng console sao mấy console dot log A, B, C. Ok. Chúng mình save viết. Nếu là các mơ nâu không line nâng á. Dân reference bạn nó dân kịch thảo và chèn lại B. Vì từ mạch, từ đồ nó. Còn tại ở thế, nên mình thấy dân set compound nó dân set A, B, C. Ở Smart Zero, chẳng tụi bay gì kìa. Tụi bay tùm lại bọc B vì chèn. À, ní nhóm, nếu như dân ập. Dân set khóc nó, nếu như dân tự chấp đàn đầy và chẳng vì ập ra về. Nhưng xe viết ok thảo hết nó vì ở mình là phần chế những nhà mình mới nè đồng lại vì ở mình chèn này thế nơi ta thu lại chân quay đây dừng xe chế bởi xin chỉ đồng lại nếu không nên mũi chén ở chèn để vì copy này nè vì copy dừng xe nắm ở small reference ta ní dừng 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 ra dừng 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 ra cái dừng ra combine nè combine vì chân nhưng đang hai vì thăm mấy nè thì phần này nè sẽ kết mới nè về dừng xe nhấn đồng lại bởi vì ở chèn thì hơi mùi tiết dương ở lâu dương mơ bị cả define variable trên number ấy nè ở lâu dương mùi tiết nè đang ngon khi mơ nhầm prai kì nhầm prai variable nhầm ai define vì chi string bàn nè nè thế để chi nhầm define vì vá mà set hay nhầm set vì chi string chân dương ai không string dương ai prai kì prai double quote rồi có single quote nè ô tì hoa nhầm set thà hello hello John nhé, hello John, John say chẳng ấy nó, hello John,
How are you? Nó chẳng complex semi colon hay nhung console là cái console dot log message nhung xéo nè đang ngon nhiều mời cái vị trình message nhá message giống mình lại mà hello John how are you hay nuôi tiền nhung chọn set cái variable answer nhá là chọn cái answer bên chẳng nhung set vá equal to I'm fine nhá nè ngon nhiều mời về để nhung vài giờ thì họ I'm fine nhá vì từ nít error cả là nè ngon nhiều mời để xa tại cái công tác việc kịch hà dưỡng dương closing tầm này nhá những anh ấy vì từ chia cái từ chia error chân đo p nè ngon nhiều từ cả cái pra single quote nó không ứng nè ngon nhiều chấp làm cho mùi cái double quote nhá I'm fine thanks and you thì họ chẳng hay nhung console answer chính console dot log answer ok nè có thể mở answer là mình làm lại cái I'm fine thanks and you ok nhưng tôi tiết chẳng hay được thế đã bất sân chỉ nhận có thể trong phải cái pra nè nè và double quote nè nó không cái nó không string block bọn này nè nè cái này cái cái thì họ anh ấy nhầm define một tí và nhầm này cái nhầm answer một tí thôi nhá anh ấy nhầm answer one chứ chứ nhầm là say thế single quote hay nhầm vậy thế hello hai cho nên nhầm ai para cái hello Jen chứ nó hả Jen how are you ok dùng console bị trâu được nong dùng đầu console tiếp dot log hai nhầm console answer one nè 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 chẳng dùng para cái dùng para number bán nè 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 ok nè anh em ơi vì console là cái vì console chén là không này nó không single quote double quote nhé chẳng nè ngon này ai phải cái single quote dù mùi có double quote bàn nhé ngon này nhé nó về đây nè đang nghĩ chọn này thì chọn phải sinh nhật quote này nó không nghe phải double hay bên này nghĩ chọn phải single quote nó không string nè ngon cái phải double quote nó không string nè ngon này từ chén này nhé ok phải slack này đối với single quote nó double quote ok, ở lời này anh em mơ bị cài define variable thái dân cho chơi kia này thay variable với case sensitive nhé nhưng chắc này anh em mơ nhầm cái nhầm set cái nhầm set vá a small mùi nhé thay năng cái dân mình khẳng lớn mình a nhé a small soul nhé nhầm set này nhé chắc này anh em mơ p để nhầm cái nhầm console dot log a dân a tôi sẵn chúng nên ông mở a tốt mà sâu nhá, tại nhầm con số a tốt nhưng a thông nhá, chẳng miền đây thà mày miền đây thà variable a thông mà mùi nhá, variable a nhưng a tốt nhưng a thông ní việc học nè nhá, JavaScript anh đi xem nè, chẳng variable việc case sensitive nhá, ok, dùng JP assignment operator rồi thấy, lâu dùng 34 đấy, nhưng chọn JP operator phần tay dùng, ai mà phải buồn là tí ấy, dùng phải chia về toàn thế bây giờ vậy thì argument operator năng increment năng mat operator là dân chăm vậy khi năng marine cái nào nhá là năng marine lấy dân sạch hẹp mà với nhà là ngọt này bàn này cái bàn vô thì data thái là năng javascript dân chạy chạy data là năng javascript chia phần bảy phần hết năng p category nhá hàng primitive thái năng hàng object hàng primitive thái mean number mean string mean này cái mean boolean mean symbol mình cái tiệt lớn chui mình undefined mình null hay năng dân mình phần mùi ấy chẳng hạn object mình cái mình array năng object hay nén not a number thay bảo viết cứ number hay function thay bảo viết cứ object nhá hay dân riêng pika define variable nhá dân chấp đam chỉ mùi vá nữa
hay nhưng mà ban tôi xem lại thế nhưng chập đàm mùi vá sẵn ok nhưng chập đàm chung mùi vá hay chẳng nè đang ngồi cái niệm mà dừng dừng thế và tạo một tí dừng xe chung mùi identifier đó chẳng variable vì case sensitive chẳng a cái a tội những a thống khó khăn nè nam nam nằm nắm khó khăn nè hay và tạo bây dừng cái dừng xe identifier hả dừng dừng assignment operator là bây assign value chẳng nè nè nó phải đã mình chọn cái mình chọn assignment nè bỏ statement bỏ variable declaration nè ok từ anh chỉ muốn những terminator nè nè ok ní có ai gì kì có ai define variable chán không phải là mùi nè ai set cái năm bốn mà những tới không má hai spread nhưng prai và khi vừa tầm đầu thế nè năm thứ năm sri chán nè ok ní ai set cái bạn này nè có về này đó về sales spec nhưng họ prai và khi đó thì đó hơi nè ok ní mời một chút nè ok ní có ai gì kì reference variable nè anh ấy nhầm của tập prava nè nhầm ở prava có việc ở đây đa cha và script được nhầm khác này anh ấy bị xóa hạn chẳng phải còn là vì mình này không nên làm việc cả global và cái bộ này chẳng ok chẳng nhận anh ấy mời nhầm set cái nhầm set nam phái reference to nam to hai bờ sân chỉ nam to change value nam phái cái change value đà đang dừng set chỉ là cái nào reference nè hai bên tay dừng set bạn ấy dừng set trả hình nè dừng set a mình này thay dừng set multi variable tất cả nằm lại tầm vui nè bên tay nó p đại cái nó pay đại là cái nó variable nó không mix chain làm lại áp xem xét và chain nữa đối với những chain này bị chain lại lại xem xét và chain này nó chain cả bị thì thời mỗi thiết năng thêm mơ này thấy có ai define variable chỉ string nhé nhưng prai cái nhưng prai single quote chứ có double quote nhé nhưng prai cho việc này nó pay được này prai single quote nó không string nhưng tôi prai double quote nhé ok anh đang dùng cho chơi cái này bằng thời anh ấy on case sensitive dùng cho chơi cái này bây giờ ok nè các thầy chẳng variable nâng data thái dương phần nâng hơi chăm mê riêng cáo dương dạy khi bị argument operator nâng nâng tạo với argument operator nâng nâng mặt operator dương dạy khi nè bị tiệt nữa hơi nhận thấy bàn riêng bị console tạo nâng window console nữa của dương ở bà này thì ở lâu dương phần nâng sân chẳng chụp nên nâng nâng video cáo hơi bởi nè thấy cho chật video này complete chật like chật xế đồng bày chạy em đây chúng ta đang đạo mất thẻ dương hay đảm bảo control channel và dân ao miền nè follow căn để chán hay cả chạy lấy comment sự tiếp căn để chán căn để phẳng chứng năng nè bộ miền mật thẻ dân mỗi cọt học fan nó cọt share page mật thẻ cọt thôi nhé thẻ cọt thôi gần tháng và liên control thái đăng ok là cùng đi này bên sân mật thẻ là dân miền mật thẻ ai thì ấy khi cái share chẳng cùng nè dân cho chất scroll up nè ok chân chúc nên được không video cả bye bye.